chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lâm Đồng cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Hiệu quả từ các mô hình kinh tế thanh niên khởi nghiệp ở Hà Nam. Nhách nhác nghĩa địa du thuyền Hồ Tây. Sơn La bắt hai đối tượng liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đang được bàn giao để đưa vào khai thác thương mại. Khi dự án này đưa vào khai thác, cứ 6 đến 10 phút sẽ có chuyến tàu cập ở các ga để đón trả khách. Giờ cao điểm cứ 6 phút sẽ có chuyến tàu với sức chứa 960 người. Giờ thấp điểm 10 phút một chuyến cập ở các ga để đón trả khách. Giá vé dự kiến ở mức 8 đến 10.000 đồng một vé lượt, 30.000 đồng một vé ngày và 200.000 đồng vé tháng. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh khiến các hãng bay phải tăng chuyến và tăng thêm khuyến mại về giá vé hoặc hành lý ký gửi. Các hãng cũng chủ yếu tăng tải trên các đường bay giữa những điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc. Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã công bố tăng gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa trong 6 ngày cao điểm, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Thời gian qua, tại nhiều phiên đấu giá đất giãn dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra tình trạng giá sàn không cao nhưng giá bỏ thầu cao gấp nhiều lần. Chính điều đó đã dẫn đến tình trạng người tham gia đấu giá đất trúng thầu nhưng lại bỏ thầu diễn ra tại nhiều địa phương. Điển hình như dự án đấu giá đất giãn dân gần đường 386 của xã Tam Đa, huyện Phù Cừ diễn ra hồi tháng 1 năm 2021, có 12 suất đã đấu giá nhưng chủ mua chấp nhận bỏ tiền cọc mà không tới nhận đất. Dự án đất khu dân cư mới xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ có 39 suất bỏ cọc. Dự án đấu giá đất nền của xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào có 52 suất bỏ cọc. Dự án NU9 thuộc khu đô thị Đại học Phố Hiến, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, trong lần đấu giá đầu tiên, số tiền bỏ cọc lên tới 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, những trường hợp bỏ cọc phần lớn là người đầu tư bất động sản ở trong và ngoài tỉnh. Tại các phiên đấu giá, giá bỏ thầu đều cao hơn từ 3 đến 5 lần so với giá khởi điểm. Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, đa phần các suất đất được giao bán và thực hiện các giao dịch sang tay ngay. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được tỉnh Lâm Đồng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó mà số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm. Sau hơn 5 năm thực hiện cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được cải thiện, số lượng các doanh nghiệp được thành lập hàng năm tăng bình quân trên 10%. Ngoài ra, địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, khuyến công, hỗ trợ khởi nghiệp. Thống kê 5 năm trở lại đây, Lâm Đồng luôn là tỉnh đứng đầu trong 5 tỉnh Tây Nguyên trên bảng xếp hạng chỉ số PTI và các chỉ tiêu cam kết của ngành. Đặc biệt qua khảo sát, có 80% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân. Với chủ trương đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, tỉnh đoàn Hà Nam đã đẩy mạnh phong trào hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng. Nhờ vậy, nhiều mô hình phát triển kinh tế hay sáng tạo xuất hiện, góp phần tạo việc làm và thu hút tập hợp thanh niên. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Lại Tuấn Sơn, sinh năm 1987 tại thị trấn Quế, trở về địa phương, tiếp tục theo nghề gốm gia truyền. Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, anh Sơn mạnh dạn thay đổi tìm hướng đi riêng, sản xuất ra dòng sản phẩm mới, gốm son, gốm mỹ nghệ. Đến nay, xưởng sản xuất của anh tạo việc làm cho 10 đến 12 lao động, với thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Tổng doanh thu năm 2020 vừa qua của xưởng gốm anh Sơn hơn 1 tỷ đồng. Ở quá trình phát triển thì tôi luôn trăn trở và muốn phát triển cái sản phẩm của làng gốm đi lên một cái tầm cao mới. Tôi cũng muốn lôi kéo thêm một số anh em thanh niên nữa trong làng xóm về cùng để khôi phục và phát triển làng nghề. Tương tự anh Khổng Quang Toàn, xã Phù Bản khởi nghiệp bằng cách làm nông nghiệp, phát triển sản xuất hoa công nghệ cao. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp chuyên ngành khoa học cây trồng, anh Toàn đã tận dụng diện tích đất của gia đình với diện tích hơn 5.000 m² để mở trang trại trồng hoa. Giống hoa được nhập từ Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc, được trồng trong từng chậu và tạo ra một mô hình sản xuất mới.
trường thì với những kiến thức mình đã được học và những trang bị về những kinh nghiệm từ giảng đường thì em đã về quê hương để bắt tay vào thực hiện những đam mê. Để thanh niên tự tin, làm giàu trên quê hương, tỉnh đoàn Hà Nam tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong 2 năm 2019-2020, toàn tỉnh có gần 17 ý tưởng thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 7 dự án của thanh niên được hỗ trợ với số vốn giải ngân 18,2 tỷ đồng. Trong đó nhiều dự án này vay ở quy mô lớn trên 1 tỷ đồng, lãi suất hỗ trợ 5%. Trong nhiều năm qua thì đã thu hút được rất nhiều nguồn vốn đầu tư cho đoàn viên thanh niên. Phát huy được những lợi thế đó thì năm 2021, Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ cố gắng để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là người bạn đồng hành cùng với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Thời gian tới, tỉnh đoàn Hà Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm bổ sung và duy trì nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời sẽ phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ đăng ký thương hiệu, quảng bá sản phẩm và sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của dự án thanh niên khởi nghiệp, từ đó tạo đầu ra ổn định, chỗ đứng cho các sản phẩm đó trên thị trường. Năm 2020, huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái được giao kế hoạch trồng mới 240 ha rừng, cơ cấu cây giống chủ yếu là sơn tra và pơ mu. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo người dân các thôn bản khẩn trương triển khai công tác trồng rừng. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có gần 317 ha được trồng xong, đưa số diện tích rừng trồng vượt kế hoạch gần 77 ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh Giàng Ali ở thôn Bản Công, xã Bản Công huy động người nhà và anh em trong bản đi nhận cây sơn tra, ghép giống và tiến hành trồng 1 hectare rừng xen với tán rừng phòng hộ nghèo kiệt. Với việc được hướng dẫn quốc hố trước cùng với kỹ thuật trồng nên chỉ trong vòng 2 ngày, 1 hectare sơn tra đã được gia đình anh Ly trồng xong. Được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho người dân chúng tôi tham gia trồng rừng. Trồng rừng không chỉ phủ xanh đất trồng, đồi núi chọc, mà khi trồng cây sơn tra còn mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, tạo ra nguồn thu nhập lâu dài. Năm 2020, huyện vùng cao Trạm Tấu được giao kế hoạch trồng 240 ha rừng các loại, trồng xen hơn 76 ha sơn tra. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã chủ động sản xuất nguồn cây giống với 115.000 cây sơn tra và 5.000 cây pơ mu. Đối với nhân dân xã Bản Công thì ngày xưa thì dân cũng về cái trồng rừng này thì dân cũng chưa yêu ai lắm. Nhưng mà đến thời điểm này là dân cũng biết về cái hiệu quả của cây táo mèo ấy. Thì năm nay là theo kế hoạch của huyện là xã là 20 ha sơn tra ghép dưới tán rừng. Việc trồng vượt kế hoạch diện tích rừng được giao trong năm 2020, trong đó có nhiều diện tích trồng cây sơn tra, huyện Trạm Tấu không chỉ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà còn từng bước làm thay đổi ý thức quản lý bảo vệ và phát triển rừng, cũng như góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những thành viên đầu tiên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam gồm huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và ban huấn luyện vừa được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Đây là sự ưu tiên của chính phủ đối với thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế trong năm nay. Theo kế hoạch dự kiến vào tháng 6 tới, đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ thi đấu các trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á diễn ra tại UAE. Sau đó, đội là một trong số các vận động viên thành tích cao thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine. Trước đội tuyển bóng đá nam vào tuần trước, đã có một số vận động viên các môn bơi, judo, taekwondo đã được tiêm vaccine COVID-19 để chuẩn bị tham dự các giải đấu trong khuôn khổ vòng loại Olympic Tokyo. Dự kiến vào cuối tuần này sẽ có thêm 47 thành viên khác của đội tuyển bóng đá nam, chủ yếu là các cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc tiêm phòng COVID-19 sẽ tạo tâm lý yên tâm cho các vận động viên, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi ra nước ngoài thi đấu, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi về kiểm tra, kiểm soát y tế, góp phần đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh của quốc gia đăng cai tổ chức. Ngày 6 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp nhận 110 công dân Việt Nam từ Mỹ về khu cách ly. Trong số công dân về nước đợt này có 53 nam và 57 nữ.
địa điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Ngay khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã thăm khám sơ bộ và kiểm tra thân nhiệt 100% công dân, đồng thời cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, đồ dùng cá nhân, hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19, bố trí nơi ăn ở sinh hoạt cho người được cách ly. Quá trình cách ly, 100% công dân sẽ được theo dõi y tế thường xuyên như đo thân nhiệt 2 lần một ngày và xét nghiệm COVID-19 2 lần trước khi hoàn thành cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Đồng thời được cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp phục vụ đảm bảo ăn uống miễn phí với định mức ăn là 80.000 đồng một người một ngày. Có thời điểm, nhiều người hoài nghi về tác dụng của những chiếc loa truyền thanh xã khi mà hiện nay người dân có thể tiếp cận với đa dạng các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng trong dịch COVID-19 tại huyện Yên Mỹ như hiện nay, người ta lại thấy rằng không những loa phường, loa xã chưa chấm dứt sứ mệnh lịch sử của mình mà còn đang cho thấy vị trí không thể thay thế. Ông Trần Trọng Hải, hiện là cán bộ truyền thanh xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ hơn 26 năm. Cứ đều đặn ngày 3 buổi, ông lại trực tiếp đọc những bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hộ khẩu thường trú tại khu đô thị Việt Mỹ, Mai Cát, Cẩm Giàng, Hải Dương. Phụ trách cái công tác tuyên truyền thì cũng đã rất là bám sát trước cái điều kiện bùng phát dịch có thể lây lan ra diện rộng. Nắm bắt được cái tinh thần đó, tôi cũng sát sao với cái việc cập nhật những cái tin tức nóng hổi nhất ở xã chúng tôi ở đây. Tuyên truyền để đến người dân nhận thức được cái việc là nguy hiểm của cái dịch COVID-19 này. Ra đường bây giờ không có một ai là không đeo khẩu trang. Khi đất nước đổi mới, cuộc sống phát triển, công nghệ ra đời, loa truyền thanh xã dường như giảm dần vị trí ở các khu vực thành thị. Và có một thời gian, người ta cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn sau một ngày dài căng thẳng, mệt mỏi với công việc. Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, người ta lại thấy rõ vai trò không thể thay thế của tiếng loa. Không chỉ liên tục cập nhật và phát đi những thông tin chính thống về dịch COVID-19, thay vì phải chờ đợi và sàng lọc thông tin từ nhiều nguồn, người dân đều dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác về dịch bệnh, ngay cả khi đang lao động sản xuất, lan tỏa mạnh đến từng thôn xóm. Mỗi một ngày là chúng tôi tổ chức 3 buổi phát thanh với cái thời lượng là 3 tiếng trên một ngày. Nhìn chung là các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn đã thực hiện và chấp hành tốt các cái nội dung, các cái yêu cầu về phòng chống dịch. Loa truyền thanh xã là người bạn hàng ngày cung cấp thông tin thời sự, nhắc nhở người dân ý thức tự bảo vệ, phòng chống các bệnh lây nhiễm. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống loa truyền thanh lại càng phát huy tác dụng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Theo giả soát của Sở Xây dựng Hà Nội, 260 cây phong lá đỏ được trồng thử nghiệm trên giải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Tuy Hưng sinh trưởng phát triển kém. Trong thời gian hơn 2 năm trồng, cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Sở Xây dựng Hà Nội thống kê 45 cây đã chết, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. Vì vậy, Hà Nội đề xuất thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ bằng toàn bộ cây bàng lá nhỏ và phương án 2 là trồng đan xen giữa cây bàng lá nhỏ và cây cọ. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm bị dừng hoạt động, hàng chục tu thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây bị bỏ hoang và tập kết một góc Hồ Tây thuộc địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Khó có thể nhận ra những chiếc du thuyền, nhà hàng nổi sang trọng trên mặt nước Hồ Tây sau 4 năm đã cũ nát như thế này. Nhiều du thuyền đã bị thủng, đắm xuống lòng hồ. Số còn lại thì rách nát gây mất cảnh quan của Hồ Tây. Người ta để làm gì thì không biết, nhưng mà để như này kể ra nó sơn đẹp ý, thì nó là đẹp. Còn đây là giờ, Hồ Tây nó là cái cảnh đẹp thiên nhiên. Hai nữa là cái nơi mà người ta kiểu kể cả nước ngoài ta cũng nhìn đến, nó bị rỉ ý, thì nó là nó không được đẹp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân, kể từ khi bị dừng hoạt động, các du thuyền nhà hàng nổi này bị kéo về tập kết tại khu vực mặt hồ phố Nhật Chiêu. Kể từ đó đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chưa có phương án cụ thể để xử lý những du thuyền nhà hàng nổi này. Hồ Đan Kia, Suối Vàng là nơi cung cấp nguồn nước chính cho thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng rác thải đầu nguồn đang gây ô nhiễm nguồn nước của hồ. Nếu không có giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế thực trạng này, thì nguy cơ thiếu nước sạch là thực tế mà các địa phương phải đối mặt. Hồ Đan Kia, Suối Vàng được xây dựng vào năm 1945 và năm 1953, có sức chứa khoảng 21.106 mét khối nước, là nơi cung cấp nguồn nước chính cho thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương.
hiện được công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng khai thác và cung cấp nước cho người dân các địa phương sử dụng. Khó khăn trong việc xử lý rác thải là đơn vị chỉ khai thác nguồn nước, còn công tác quản lý mặt hồ được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Trước thực trạng nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống ô nhiễm nguồn nước, cảnh quan môi trường hồ Đan Kia Suối Vàng và các vùng phụ cận. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đến với người dân sinh sống trong khu vực, khách du lịch và các tổ chức cá nhân đang sản xuất kinh doanh dịch vụ xung quanh thượng nguồn hồ, dọc suối và nhánh suối đổ về hồ Đan Kia Suối Vàng, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, không xả chất thải, rác thải, nước thải xuống suối hồ, không chăn nuôi gia súc trong lưu vực hồ, không san gạt cải tạo mặt bằng trong hành lang bảo vệ nguồn nước, không được khai thác khoáng sản trái phép. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương thực hiện việc thu gom xử lý gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, tổ chức các chương trình lễ phát động ra quân thu gom rác thải nông nghiệp, khơi thông cống rãnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm bảo vệ môi trường và nguồn nước. Mở rộng điều tra những sai phạm xảy ra trong đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế tại Sở Y tế tỉnh Sơn La, ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai đối tượng là Tạ Ngọc Chức, sinh năm 1989, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định Đầu tư Hoàn Cầu, và Hoàng Vũ Quyển, sinh năm 1979, nguyên là nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị và Công nghệ Y tế Việt Nam, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can này đã có hành vi thông đồng với chủ đầu tư trong việc thẩm định giá, không thực hiện việc thẩm định giá theo quy định mà lập điều chỉnh chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu của chủ đầu tư để nâng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở năm 2019 do Sở Y tế Sơn La làm chủ đầu tư, đồng thời lập khống hai hồ sơ dự thầu Quân Xanh tham gia đấu thầu để Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát trúng gói thầu gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin đề cập tới vụ án dân sự tranh chấp trường Pascal tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vụ án này tưởng chừng đã kết thúc. Tuy nhiên, một sự việc gây dư luận đặc biệt chú ý đã diễn ra trong thời gian thi hành án. Bà Lê Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Newton, đại diện cho bên được thi hành án, lại bị một nhóm thanh niên hành hung khiến bà Dung bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu khi đến tìm hiểu nguyên nhân việc Dung cưỡng chế thi hành án một cách bất thường. Căn cứ bản án 215-2002 KDTMPT ngày 30 tháng 10 năm 2020 trước đó của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có hiệu lực để cho thi hành án với người được thi hành án là trường Newton và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nội dung phải thi hành án là trường Newton được sở hữu 1/2 tòa nhà 6 tầng xây dựng trên toàn bộ diện tích được phân định và các trang thiết bị đã được đầu tư tại diện tích này do trường Pascal đang quản lý, được quản lý sử dụng khai thác phần diện tích 2.896 m² đất được giới hạn các điểm được đánh dấu theo sơ đồ. Theo quyết định số 511/QĐ-CCTH-ADS ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm thì ngày 24 tháng 3 năm 2021 là ngày cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên, việc này đã được dừng một cách bất thường và đột ngột chỉ một ngày trước đó. Nhận được thông tin như vậy, đại diện trường Newton, trường Pascal cùng các phụ huynh học sinh đã có mặt tại trụ sở cục thi hành án dân sự Hà Nội để đăng ký vào nộp đơn trình bày kiến nghị nhằm giải quyết cho hơn 1.000 học sinh có chỗ học tập an toàn. Tuy nhiên, thay vì việc được phúc đáp thì bà Dung lại bị cản trở hành hung. Cả 5 người súng vào tôi giằng co, rồi tôi thấy mọi người đấm tôi túi bụi vào mặt. Nếu sự việc trên là sự thật, khiến dư luận vô cùng bức xúc và đặt câu hỏi rằng tại sao giữa thủ đô Hà Nội, tại trụ sở cơ quan nhà nước, nơi đại diện cho pháp luật Việt Nam lại để xảy ra sự việc đánh người, hành hung công dân giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Một hành vi thể hiện sự côn đồ máu lạnh của những cán bộ tại cục thi hành án dân sự Hà Nội. Khi người dân bị đe dọa đến tính mạng như vậy, thì hỏi pháp luật ở đâu? Mong các cơ quan đơn vị có thẩm quyền vào cuộc điều tra làm rõ. Để thông tin đa chiều về sự việc này, chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại đến một cán bộ của cục. Cán bộ này cho biết vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.